Hình ảnh hot mom hàng túi khoe nhan sắc xinh đẹp trong bộ váy cưới ở tuổi U40 nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, nhiều người đã nhận ra đây là chiếc váy cưới có giá trị hơn nửa tỷ đồng được Son Ye-jin diện trong hôn lễ thế kỷ với Hyun Bin. Mới đây, hot mom hàng túi khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải một hình ảnh mới diện váy cưới cực trẻ trung, lộng lẫy. Ngay sau khi đăng tải, rất đông netizen đã tràn vào bình luận chúc mừng hàng túi chuẩn bị tinh thần ăn cưới online vì dự đoán cô chuẩn bị lên xe hoa. Đáng chú ý, mẫu váy mà hàng túi diện cũng được nhiều người nhận ra là thiết kế giống hệt với váy cưới của Son Ye-jin. Bản thân bà trùm bán hàng online cũng xác nhận đây chính là mẫu váy cưới trị giá nửa tỷ mà Son Ye-jin mặc khi chụp ảnh cưới. Ngay sau đó, hàng túi cũng xác nhận đây là mẫu váy Son Ye-jin đã mặc khi chụp ảnh cưới. Cô thậm chí còn xin vía chị đẹp Hàn Quốc như ngầm khẳng định đám cưới sẽ diễn ra trong tương lai. Nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sắc vóc tươi trẻ của hàng túi khi diễn váy cưới sắc vóc không hề kém cạnh bà mẹ một con Son Ye-jin. Hầu hết mọi người đều dành lời khen cho nhan sắc, vóc dáng của hot mom hàng túi. Bởi dù đã ở độ U40, trải qua vài lần sinh nở nhưng cô vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, cuốn hút đáng ngưỡng mộ. Nói về chuyện tổ chức đám cưới lần thứ 3, hàng túi hiện tại vẫn đang úp mở, chưa có thông báo chính thức. Vì nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người thân nên hàng túi bày tỏ, mọi người ơi, chỉ là đăng ảnh xem bao nhiêu người ủng hộ cho hàng thôi. Đi đò đường thủy không hợp thì đi máy bay đường hàng không, mọi người xem hợp lý hơn không. Không hoạt động showbiz nhưng hàng túi được nhiều người biết đến, cô trải qua hai đời chồng. Đám cưới đầu tiên của cựu hot girl Hà Thành là với Đăng Nguyên, em trai ca sĩ Đăng Khôi. Sau khi có nhiều bất đồng trong cuộc sống, họ đường ai nấy đi khi có với nhau hai con chung một trai một gái, lần lượt là bé Su và Sóc. Kết hôn với người chồng thứ hai tên Tiến Dũng, cô sinh tiếp ba bé lần lượt là Sữa, Sam, San và một cậu con nuôi tên Súp. Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 5 người con ruột, một người con nuôi nhưng Hằng Túi vẫn tìm được tình yêu mới cho cuộc đời của mình bên bạn trai, Duy Trần. Hằng Túi công khai bạn trai Duy Trần từ tháng 7 năm 2023. Từ đó đến nay cặp đôi song hành bên nhau như hình với bóng trong mọi sự kiện. Tết vừa rồi, Duy Trần cùng Hằng Túi đưa các con đi du lịch bên trời Âu. Người đàn ông bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền cũng gây sốt mạng xã hội khi tặng bạn gái quà Tết là dương vàng 150 cây. Thành đạt trong kinh doanh nhưng bạn trai Hằng Túi cũng rất đảm đang trong bếp và khá gần gũi với các con cô. Có lần, Hằng Túi chụp lại quá trình bạn trai chuẩn bị bữa tối và trêu đùa anh rằng: "Thầy bảo, người vừa đoảng vị, vừa bận rộn rất hợp với người vừa biết nấu nướng lại còn giỏi bày biện. Kiếp này đúng như thầy phán không lo chết đói rồi các bác ạ. Người nào là ai thì mọi người tự hiểu nhỉ. Dạo này mình rất hay mò qua anh hàng xóm ăn trực, ngại quá, ngại quá." Nếu lần này hot mom lên xe hoa lần 3 thì có lẽ rất nhiều người bất ngờ và chúc phúc cho cô ấy. Bởi phụ nữ có đổ vỡ bao nhiêu lần, bao nhiêu tuổi thì họ vẫn xứng đáng yêu và được yêu.